Xin chào bạn, chào mừng bạn quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thứ bảy cuối tuần ngày 28. Dự kiến thì mình sẽ chia sẻ một cái video clip về 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 chứng khoán phái sinh. Tuy nhiên là thực tế là có những cái câu hỏi các bạn cũng đặt ra nó khá nhiều trong cái giai đoạn gần đây thông qua những cái nhận định của mình, rồi thông qua những cái thị trường mà chúng ta theo dõi được, cũng như là một số bài mình cũng có đăng thì mọi người đang phân vân, cũng đang thắc mắc là cũng hay hỏi mình đó là cái gì, sóng ngành là gì? Thế tại sao biết là cái lúc nào nó là cái sóng ngành nào, đúng không ạ? Rồi rồi mình đánh vào cái cổ phiếu nào của cái ngành đó, hay là cổ phiếu nào sẽ dẫn dắt cái ngành đó. Đó thì đây là một cái câu chuyện, đây là một cái vấn đề mà khá nhiều anh chị, khá nhiều nhà đầu tư nó quan tâm cũng trong cái giai đoạn này. Rõ ràng chúng ta thấy là khi một cái thị trường chung nó đang chưa rõ xu hướng, đúng không ạ? Thì với từng cái ngành cụ thể thì nó vẫn có những cái gọi là cái sóng riêng của nó, đúng không ạ? Và nó có được hưởng lợi thì nó từ những cái yếu tố gì, mà nó được hưởng lợi từ những yếu tố gì dẫn đến cái ngành đó nó tăng trưởng, cái ngành đó, cổ phiếu của ngành đó nó đi lên. Rồi khi cổ phiếu của ngành nó đi lên, vậy thì cổ phiếu nào sẽ đi nhanh, cổ phiếu nào sẽ đi chậm, và tại sao, đúng không ạ? Thì tất cả những cái thông tin mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong cái video ngày hôm nay thì có thể là những cái chia sẻ của mình nó không có đầy đủ, không có sát thực hết, nhưng mà mình giải thích theo cái hướng gọi là làm sao cho chúng ta hiểu nhất, dễ nhất, và chúng ta hình dung được câu chuyện về sóng ngành, và chúng ta biết được nó cũng như là lúc nào về những cái yếu tố nào tác động mà chúng ta đi theo được, đặc biệt là gì, biết được cổ phiếu nào là cổ phiếu dẫn dắt, cổ phiếu nào cổ phiếu đầu ngành để mà chúng ta có thể là quan tâm và chúng ta đi theo. Đấy là cái cách mà chúng ta quan tâm chia sẻ. Thì tất cả những thông tin mình tổng hợp nhận định chia sẻ nó là quan điểm cá nhân thôi, để mọi người tham khảo, nó không phải là lời khuyên hay là khuyến nghị đầu tư. Rồi thì đầu tiên là để mà chúng ta hiểu cái câu chuyện là gì, muốn biết sóng ngành là gì thì chúng ta phải hiểu cái ngành, đúng không? Cái ngành trên thị trường chứng khoán. Vậy trên thị trường chứng khoán thì nói thẳng là nó có nhiều cái cách để nó chia, và nó có thể chia rất nhiều nhóm ngành, đúng không? Ở đây ví dụ chúng ta thấy trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ấy, HOSE đó, thì người ta chia ra chúng ta thấy là có khoảng 10 11 cái nhóm ngành ở đây, đúng không ạ? Đây này, chúng ta thấy tổng quan về nhóm ngành thì các bạn muốn tìm hiểu thì đây chúng ta thấy. Đó, rồi nếu các bạn lên Vietstock thì các bạn thống kê thì nó lại chia thành 25 cái nhóm ngành khác nhau. Đây, 25 cái ngành, và cái gọi là cái ngành, và nó có cả các cái chỉ số ngành cũng như là các cái thông tin ở trên này để mà chúng ta có thể theo dõi được. Đó thì đấy, thì chúng ta có thể là quan tâm với từng cái, ví dụ các bạn vào OJ các bạn muốn xem nhóm ngành, ví dụ tài chính là gồm những cái gì thì các bạn tích vào đây thôi. À, thì nó sẽ ra các cái cổ phiếu thuộc nhóm ngành tài chính. Đó, bảo hiểm là những mã nào này. Đó, tài chính đa dạng là những mã nào liên quan đến chứng khoán này nọ đó, rồi ngân hàng là gồm những mã nào. Ví dụ vậy đó, thì chúng ta có thể hình dung ra câu chuyện. Còn các bạn, nếu các bạn lên Vietstock, Finan Vietstock chúng ta xem thì đây nó cũng có những cái nhóm ngành, thì các bạn tích vào đây đó, thì các bạn cũng có thể là theo dõi được, đúng không ạ? Ví dụ các bạn tích vào đây xem ngành bán lẻ gồm những cổ phiếu nào thì các bạn tích vào đây. Tức là tôi chia sẻ cái ý này để có nhiều bạn là cũng không biết là cái cổ phiếu chúng ta đang chơi nó thuộc nhóm ngành nào. Ha, có đấy một cái thực tế luôn. Có thể nhiều bạn mới vào thị trường chúng ta thấy nhiều khi nó vui vui nói vui, chứ bảo thấy ông nói mua là mua, thấy bảo ví dụ đây này, nhưng bảo thấy ông mua cổ phiếu Thế Giới Di Động thì mua cũng chả biết nó thuộc nhóm ngành gì, ví dụ vậy đó. Thì đây là cái câu chuyện chúng ta truy cập vào đây để chúng ta hình dung là với từng nhóm ngành nó chia ra như vậy thì cái cổ phiếu nào trong đó, và gì, cổ phiếu nào là cổ phiếu mạnh nhất hay là cổ phiếu đầu ngành của cái ngành đó thì chúng ta quan tâm. Thì để mà xem cái cổ phiếu đầu ngành thì tôi chia sẻ theo cái góc độ mà không không có tính theo cái của HOSE này. HOSE thì nó chia khá ít, cho nên đôi khi chúng ta tìm cái những nhóm ngành nó khó cho chúng ta trong cái quá trình mà chúng ta quan sát và chúng ta lọc cổ phiếu để mà chúng ta theo dõi, thì tôi sẽ không chia sẻ ở đây. Nếu các bạn có thể quan tâm thì chúng ta lên cái cổ phiếu 68, cổ phiếu 68 hoặc là Vietstock. Vietstock nó chia 20, nãy là bao nhiêu, 25 nhóm ngành, thì trên cổ phiếu 68 nó cũng chia thành 25 nhóm ngành đây. Đó thì thấy, tôi thấy cái hai cái này nó có sự tương đồng thì để mà chúng ta có thể theo dõi được. Cái đầu tiên là ví dụ như nếu các bạn để mà theo dõi với bên này thì các bạn đưa thông tin ra thì nó chỉ thống kê chung chung ở đây thôi, đúng không ạ? Về các cái chỉ số ngành, về khối lượng rồi này, đầu tư mua bán như thế này, các bạn có thể theo dõi một phần trên này đó, hoặc là các bạn theo dõi trên cổ phiếu 68 thì đây chúng ta thấy nó có rất nhiều các cái thông số về EPS, PE, ROA, ROE đó, P trên B, khối lượng này, nước ngoài sở hữu này, vốn hóa thị trường, đặc biệt là cái vốn hóa thị trường, để gì, để chúng ta biết ví dụ trong cái ngành đó, thì cổ phiếu nào là có cái vốn hóa lớn nhất, và vậy liệu nó có tác động đến cả cái ngành đó hay không, cả cái nhóm ngành đó hay không. Tôi nói ví dụ các bạn click vào nhóm bất động sản chẳng hạn thì chúng ta thấy rõ ràng hình như VIX là mạnh nhất đây, các bạn thấy VIX, VIX lớn nhất là bởi vì, vốn hóa thị trường của nó là lớn nhất, 291.000 tỷ, đúng không ạ? Đó, tiếp theo là tới Vinhome 266.000 tỷ, VRE, tức là ba con họ VIX là xếp đầu tiên đó. Thì để chúng ta biết là chúng ta nhìn vào thì đây câu chuyện ví dụ nhóm ngành bất động sản, ông nào là ông mạnh nhất, đúng không, ông nào là ông đầu ngành, ví dụ vậy.
Rồi ví dụ các bạn tìm sang ngành một ngành nào đó khác đi. Cái ngành mà chúng ta cũng hay quan tâm, ví dụ ngành thép đi, chắc chắn là Hòa Phát khả năng là trùm rồi. Đó, giờ nhất là Hòa Phát là 67.000 tỷ. Xếp thứ hai là Hoa Sen chỉ có 5.000 tỷ thôi. Đó thì tất cả những con khác là nhỏ hơn. Thì nếu mà đã nhắc đến ngành thép thì bắt buộc chúng ta phải nhắc đến Hòa Phát. Chứ không thể nào chúng ta nhắc đến mấy cái ông thép nhỏ hơn này được. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là vốn hóa của nó rất là ít, không thể so với Hòa Phát được. Đấy, thì cái đấy là cái cách để mà chúng ta theo dõi, ví dụ vậy. Rồi nhóm dầu khí chẳng hạn, chúng ta tích vào đây chúng ta xem là ông nào lớn nhất, chắc là Gas rồi. Đấy. Đúng không? Gas 137 gấp đôi cả thằng tiếp theo là PLX. Đó thì chúng ta hình dung câu chuyện như vậy để chúng ta xem ha. Đây là cái cách mà tôi chia sẻ để chúng ta xem được là các cái nhóm ngành và cái ông nào là đầu của cái ngành đó, rồi để mà chúng ta lát nữa tôi nói mấy ý thì chúng ta có thể hình dung mà chúng ta biết. À, nhiều khi là nói là ở nhiều khi mấy cái bài mình đăng trên nhóm Telegram đó, mình nhận định ở cái cổ phiếu được hưởng lợi, các cái nhóm ngành được hưởng lợi cái dạo này, ví dụ như nhóm ngành vật liệu xây dựng, rồi nhóm ngành này nhóm kia, các bạn cứ bảo ông nói chung chung vậy thì bố ai biết cổ phiếu nào mà oánh. Cái đấy không phải, chúng ta không thể nào nói toang cái cổ phiếu ra được, đúng không ạ? Mà rõ ràng là chúng ta biết thì dòng tiền nó đang ở đâu trong thị trường. Thị trường 25 nhóm ngành thì nhóm ngành nào đang thu hút dòng tiền, nhóm ngành nào đang được thị trường chú ý, đúng không ạ? Và gì? Với cái từng nhóm ngành thì cái cổ phiếu nào trong ngành đó, tôi nói ví dụ khi ngành thép chạy thì không phải tất cả các cổ phiếu thép nó đều tăng. Các bạn hình dung ạ, kể cả khi cổ phiếu nhóm dầu khí chẳng hạn, ngành nhóm ngành dầu khí nó tăng thì không phải toàn bộ cổ phiếu dầu khí đều tăng cả. Đấy là một cái câu chuyện về về nhóm ngành mà chúng ta phải hết sức chú ý. Thì thường cái câu chuyện về ngành là trước giờ chúng ta thấy cách đây khoảng từ năm 2011 2012 đến giờ chúng ta hay nói về nhóm ngành. Bởi vì trước đây chúng ta thường là khi mà cái quy mô thị trường chứng khoán nó còn nhỏ thì đôi khi một vài cổ phiếu thôi nó cũng có thể tác động đến thị trường. Đó nhưng mà rồi cái giai đoạn gần đây thì chúng ta thấy là cái tác động của từng nhóm ngành và cái sự gì, đặc biệt là các cái cổ phiếu được niêm yết ấy, nó lớn hơn thì chúng ta thấy là cái sức ảnh hưởng của từng cổ phiếu hoặc là từng nhóm ngành đối với cái thị trường nó quá lớn, thậm chí là gì là gọi như là lớn, gọi là lớn bất ngờ luôn, tức là lớn mà mang tính chi phối luôn. Tôi nói ví dụ nhóm ngành bất động sản, các bạn thấy vốn hóa thị trường của nó là hơn một gọi là 1 triệu tỷ, đúng không ạ? Hơn 1 triệu tỷ. Tiếp theo xếp thứ hai là nhóm ngân hàng. Đó thì các bạn thấy hai cái nhóm ngành này thôi là cái vốn hóa của nó cực kỳ lớn rồi. Thì tất nhiên là cái tăng giảm, tức là nhiều bạn thì cứ bảo là tại sao lại gọi đấy là nhóm ngành dẫn dắt hay là nhóm ngành không dẫn dắt, là bởi vì vốn hóa của nó lớn. Tôi nói hai nhóm ngành này cộng lại thôi nó chiếm đâu đó khoảng gần 80% vốn hóa thị trường rồi. Thế thì cớ gì mà nó không phải là nhóm ngành dẫn dắt mà không phải là nhóm ngành chủ đạo của thị trường, đúng không ạ? Còn những nhóm ngành khác thì cái vốn hóa nó nhỏ hơn, đúng không? Đôi khi thì nhiều khi chính những cái nhóm ngành đó nó tăng nó giảm thì trong phiên cũng không, gần như là không tác động nhiều thị trường, nhưng cái nhóm bất động sản và nhóm ngân hàng mà nó tăng giảm nó ảnh hưởng đến thị trường, đúng không ạ? Đó rồi tiếp theo chúng ta thấy ví dụ nhóm thực phẩm này nó cũng tới 660 mấy nghìn, đúng không? Đó thì chúng ta theo dõi thêm ha. Rồi tới nhóm dầu khí, rồi tới nhóm hàng không, đó chủ yếu là như vậy. Hoặc là chúng ta có thể là vào cái cổ phiếu 68 này là chúng ta xem cái tỷ lệ ảnh hưởng đối với chỉ số VN Index này. Đây là chúng ta thấy là ví dụ Vietcombank này của nhóm tài chính, đúng không? Đó, tỷ lệ ảnh hưởng của nó là chiếm 10%, 10% của VN Index, 10,3% của VN Index. Các bạn thấy một cổ phiếu chiếm 10% toàn thị trường, các bạn thấy choáng chưa, đúng không? Tiếp theo là VIX 9,8%. Hai ông này hồi trước là VIX lớn hơn Vietcom, bây giờ Vietcom lớn hơn rồi. Rồi Vinhome, đó là hai con này cộng lại là 20 nữa, đúng không? Các bạn cộng ba ông đầu tiên lại là mất 30% rồi. Đó, năm con đầu tiên là 40%. Vinamilk, BIDV, đó, GAT, SAB, CTG, Techcombank và Hòa Phát. Đấy, các bạn cộng 10 cái mã đầu tiên lại, các bạn cộng 2, 4, 6, 9 này, 13 này, đó, 18, coi như 20, 26 cộng với 40 là có phải gần 70%. Mới có 10 mã thôi, mới có 10 mã lớn nhất thị trường thôi, nó sẽ chiếm tới 70% cái vốn hóa thị trường. Thì cái sự tăng giảm của 10 mã này nó mới là cái yếu tố quyết định và mới là cái yếu tố làm tăng giảm thị trường chứng khoán, đúng không ạ? Chứ còn tôi nói mấy cổ phiếu bé xíu xíu thì nó có tăng trần thì cũng kệ, chứ đôi khi chúng ta thấy nhiều khi các bạn vào trong rổ chỉ số HOSE hay là trên Upcom hay trên Hà Nội gì đó, chúng ta thấy nhiều khi thị trường thì đỏ lẹt nhưng mà vẫn có vài chục mã tím, nhưng mà đôi khi nó khớp 100 cổ, khớp 10 cổ thôi, nhưng mà chính những cái tím nó cũng chẳng tác động gì đến thị trường cả. Các bạn hình dung câu chuyện, bởi vì vốn hóa của nó quá nhỏ không ảnh hưởng gì. Đó thì để mà chúng ta có thể hình dung cái câu chuyện là thứ nhất là cái tỷ lệ ảnh hưởng của từng cổ phiếu đối với thị trường chung, từng cổ phiếu đối với cái nhóm ngành đó, đúng không ạ? Là tôi chỉ rồi nhá, các bạn xem nhá. Với ngành bất động sản các bạn click vô thì biết là thằng nào là chùm của nhóm ngành đó, đúng không? Rồi với thị trường chung thì các bạn nhìn ở đây các bạn biết là những mã nào, 25 mã này là sẽ tác động lớn nhất đến thị trường.
các bạn có thể tính từ con 22 này thôi, tính khoảng 1% thôi, một mã cổ phiếu ảnh hưởng 1% thị trường là thuộc dạng dữ dằn rồi đó. Thì các bạn vô các bạn xem, nhưng mình ông nội này chiếm 10% thị trường, ba mã đầu tiên chiếm 30% thị trường rồi, thì các bạn thấy còn gì mà nói nữa, đúng không ạ? Đó thì chúng ta chia sẻ cái ý đó để đầu tiên để mà chúng ta hình dung. Và khi chúng ta nhắc về nhóm ngành, đúng không ạ? Ví dụ thời điểm năm 2014 thì chúng ta thấy có sóng của nhóm ngành dầu khí. Thời điểm đó hàng loạt các công ty dầu khí lên sàn rồi cái gì, thời điểm đó là chưa có bị cái sự kiện Biển Đông này nọ đâu ha. Đó thì chúng ta thấy là sóng dầu khí và nó các cái cổ phiếu dầu khí tăng giá rất là nhanh và rất là mạnh. Đó và sau cái sự kiện Biển Đông đó thì dầu khí bắt đầu tèo trở lại. Ví dụ hoặc là năm 2015 thì chúng ta thấy là sóng của nhóm ngân hàng. À, ví dụ vậy, mỗi gần như là mỗi năm thị trường nó vẽ lên một câu chuyện và mỗi năm thị trường nó có một cái nhóm ngành là nhóm ngành chủ đạo nó sẽ tăng giá trong cái năm đó. Tôi nói là cái nhóm ngành chủ đạo thôi nha, chứ không phải là chỉ có một nhóm ngành nó tăng còn tất cả nhóm ngành khác giảm, không phải. Nhưng mà nó là cái nhóm gì? Tức là gì? Nếu mà đã gọi là sóng ngành thì khi mà cái sóng ngành đó nó vào sóng, hay nói đúng hơn là nó vào sóng thì gì? Cái nhóm cổ phiếu của cái ngành đó nó sẽ tăng nhiều nhất. Nó tăng nhiều nhất, thậm chí nó tăng hơn chỉ số VN Index rất là nhiều. Và gì, thậm chí có những mã nó tăng hơn 100%, nó diễn biến tức là nó tăng rất là nhanh. Rồi có nhiều bạn thì thấy là phát hiện ra sóng ngành, bởi vì sao? Chúng ta đôi khi chúng ta phát hiện chậm, phát hiện ra rồi chúng ta nhảy vô thấy nó tăng 50% rồi, tăng 30-40%, 50% rồi, chúng ta khiếp, chúng ta không dám vào, nhưng mà đôi khi nó vẫn còn tăng nữa đấy. Bởi vì sao? Thế đôi khi giờ chúng ta không hình dung là câu chuyện nó đang là cái sóng của cái ngành đó nó tăng rồi, chúng ta lại sợ, đúng không ạ? Tức là chúng ta sợ nó tăng cao quá rồi chúng ta nhảy vô, chúng ta sợ chúng ta đu đỉnh đó. Cái đó là cái tâm lý, cái đấy là yếu tố tâm lý thôi, nhưng mà rõ ràng là đôi khi là chúng ta tìm được cái sóng ngành rồi chúng ta đi theo, chúng ta nương theo sóng ngành rồi gì nó. Nếu các bạn tìm được sóng ngành rồi thì các bạn phải biết là nếu sóng ngành đó nó xảy đến, hoặc là nếu sóng nó xảy đến với cái ngành đó thì mã nào sẽ là mã chạy trước đó. Thì ở câu chuyện là trên thị trường chứng khoán thì chúng ta thấy rồi, rõ ràng về các nhóm ngành là ok rồi nha, nói không 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 giải thích nữa, không nói nhiều nữa đó. Vậy thì bây giờ cái cách nào để mà chúng ta biết dòng tiền nó đang tập trung ở nhóm ngành nào, đúng không ạ? Cái này mới là cái khó. À, tức là chúng ta phải biết nó vào ngành nào trước đã, rồi nó vào từng cổ phiếu thì tính sau đó. Thì gì, với một cái thị trường chúng ta thấy 25 nhóm ngành thì tùy vào từng cái giai đoạn của nền kinh tế, tức là về yếu tố vĩ mô, đúng không ạ? Yếu tố vĩ mô của nền kinh tế thì chúng ta thấy những nhóm ngành nào nó sẽ là phát triển hoặc nó đi theo chu kỳ của nền kinh tế. Chu kỳ của nền kinh tế thì nó cũng phản ánh cái dòng tiền, dòng tiền nó đang tập trung ở đâu. Tôi nói ví dụ như là khi mà chu kỳ của nhóm ngành bất động sản chẳng hạn, đúng không? Khi mà tiền nó được tập trung vào bất động sản, những năm trước chúng ta thấy là năm 2017, 2018 đó thì nhóm nhóm bất động sản tăng rất là mạnh, các cổ phiếu bất động sản giá lên rất là cao, thì đó là sóng của nhóm bất động sản. Tức là gì? Khi bất động sản thì chúng ta hình dung câu chuyện thực tế ở ngoài thị trường, cái giá đất đai nó cũng tăng rất là mạnh, đúng không ạ? Thì trên thị trường các cái cổ phiếu của nhóm ngành đó nó cũng sẽ tăng đó. Rồi chuyển sang năm các năm tiếp theo, ví dụ như năm 2020 này chẳng hạn, thì cái vĩ mô của thị trường chúng ta thấy câu chuyện là gì? Nếu nếu không có những cái gọi là bất ngờ nó xảy ra thì nhiều người nghĩ là nó là cái sóng của ngành thủy sản dệt may chẳng hạn, đúng không ạ? Các cái hiệp định về thương mại EVFTA, các cái hiệp định về TPPPP đó rất tốt, ký kết rồi đưa vào thực hiện rất là nhiều đó. Nhưng mà vô tình bất thình lình nó xảy ra về yếu tố vĩ mô là nó bị tác động, bị ảnh hưởng, thì nhóm ngành này gần như là tôi thấy cái giai đoạn gần đây nó cũng không 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 có nhiều, đúng không? Không có nhiều được cái hưởng lợi từ cái nhóm ngành này đó. Rồi nhiều người thì nghĩ là với vấn đề về dịch bệnh thì chúng ta lại tư duy theo kiểu là về dịch bệnh rồi liên quan đến y tế, đúng không? Thì nhóm ngành y tế nó sẽ phát triển, tức là nhóm 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 dược phẩm, nhóm đây này gọi là dược phẩm y tế hóa chất nó sẽ tăng. Nhưng mà rồi cũng chúng ta thấy nó chỉ đi được một thời gian ngắn thôi, đúng không? Nếu các bạn đi vào từng cổ phiếu thì từng câu chuyện riêng thì chúng ta thấy là nó cũng có tác động. Tôi thấy thậm chí là mới bị dịch bệnh thì các cổ phiếu nhóm ngành dược là không chỉ ở Việt Nam mà các nước khác nó tím lịm luôn, tím miết luôn. Nó cuối cùng các bạn bảo chuyện gì xảy ra, bởi vì những bố dược phẩm này cũng chẳng làm được cái gì sau khi dịch bệnh. Nhưng mà gì, đấy là cái tâm lý, đúng không? Tuy nhiên dòng tiền nó nghĩ ở tức là chúng ta đang tư duy theo kiểu nhóm ngành trong lúc chúng ta đầu tư, tư duy theo nhóm ngành. Ôi dịch bệnh xảy ra thì nhóm ngành dược chắc chắn là ngon, đúng không ạ? Đấy, hoặc là như trước đây thì chúng ta thấy gì? Chúng ta lại tư duy mà khi khủng hoảng kinh tế xảy ra thì gì? Nhóm ngành gì không ảnh hưởng, đúng không? Nhóm ngành phòng thủ, điện nước, dịch vụ nó có ơn, nó có ảnh hưởng như thế nào, có khủng hoảng như thế nào thì chúng ta vẫn phải xài nước, phải xài điện. Thì chúng ta nghĩ nó không ảnh hưởng gì,
Đấy, chúng ta đu theo sóng đó. Ví dụ vậy thì đấy là nó đầu tiên là nó phải xuất phát từ cái tư duy, cái nhìn nhận của chúng ta. Đúng không? Chúng ta nhìn nhận từ cái tình hình thực tế của trong cuộc sống là một, cái thứ hai là từ các cái chính sách vĩ mô về điều hành của nền kinh tế, không chỉ trong nước mà các vấn đề bên ngoài. Thì khi mà cái tình hình dịch bệnh xảy ra thì chúng ta thấy nó nhảy theo cái vấn đề đó. Nhưng mà cuối cùng cũng không phải sóng của dược phẩm. Hiện tại thì bây giờ ở phương Tây chẳng hạn thì có nhiều công ty mà nó đang chạy đua để mà nó sản xuất vaccine nữa, thì những cái nhóm ngành nó cũng được ảnh hưởng. Đó, đúng không? Rồi gì nữa? Cái câu chuyện mà dược phẩm không 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 thực thực hiện được thì gì, khi nền kinh tế khó khăn đó, các nhóm ngành xuất nhập khẩu ảnh hưởng, hàng không ảnh hưởng, đúng không, dịch vụ công ích rồi dịch vụ, nói chung các ngành dịch vụ du lịch này kia mọi thứ nói chung cũng bị ảnh hưởng luôn. Thế gần như là các bạn thấy cả thị trường là nó toang hết, bất động sản thì đóng băng đó, thì nhóm ngành bất động sản là không ổn rồi, chứng khoán ổn không cũng không ổn cho lắm, đúng không, bởi vì thì kinh tế đi xuống thì cái giao dịch chứng khoán nó thấp hơn là ngành chứng khoán là không ăn thua rồi đó. Thì đâu đó chúng ta nhìn đi nhìn lại à, thì còn gì, công nghệ, đúng không, công nghệ thì gần như nó cũng ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thậm chí nó còn có tác động thêm đấy kìa, nó còn có hưởng lợi từ cái mùa 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 dịch nữa kìa, đúng không ạ. Lúc này người ta ở nhà nhiều, người ta tăng cường sử dụng các cái công nghệ, có thể mua bán qua mạng rồi mọi thứ, áp dụng công nghệ, có thể đây là một cái nhóm ngành. Thì tôi đang phân tích nha, phân tích về cái góc độ tư duy trước, đúng không ạ. Đấy, nhóm ngành công nghệ. Thứ hai là nhóm ngành gì, hàng thiết yếu, hàng tiêu dùng thiết yếu, tức là những thứ mà tôi nói có dịch bệnh hay không thì chúng ta vẫn phải sử dụng, đúng không ạ, là sản thực phẩm, đúng không ạ, ngành thực phẩm. Đây ví dụ đây có nhóm ngành thực phẩm, thì tôi nói là các bạn có ốm đau các bạn vẫn phải ăn à, đúng không, đó thì đó là một câu chuyện. Đấy là hai cái nhóm ngành, tôi nói ít nhất là hai cái nhóm ngành này là chúng ta có thể là cảm thấy là nó ổn trong cái giai đoạn dịch bệnh đó. Rồi gì nữa, ví dụ như nhóm nhóm dầu khí thì có lợi hay không à, thì chúng ta cũng phải phân tích. Khi mà đầu năm thì giá dầu giảm rất là sâu, giảm sâu vậy giá dầu được lợi hay giá dầu thua, lỗ, đa phần là lỗ, đúng không ạ. Cái câu chuyện là tại sao lỗ thì không biết là mình có cái clip nào mình giải thích chưa, nhưng mà chúng ta nhìn thấy nó giảm vậy đó, nhưng mà thực chất là chúng ta không có lợi à, thì đấy là một cái câu chuyện là thứ nhất là về tư duy trong cái quá trình chúng ta nhìn nhận thị trường, chúng ta đầu tư. Cái đấy là yếu tố chủ quan. Tiếp theo là gì, cái yếu tố khách quan của thị trường nhưng mà thực chất là yếu tố chủ quan của nền kinh tế, là từ các cái chính sách vĩ mô điều hành nền kinh tế của đất nước. Tôi nói ví dụ như ngay khi dịch bệnh xảy ra thì chính phủ quyết liệt trong vấn đề là gì, đẩy mạnh đầu tư công, ngoài cái việc mà giãn cách xã hội rồi ngoài cái việc mà hỗ trợ cho người thất nghiệp, hỗ trợ cho các gia đình khó khăn vân vân vân, cái đấy thì sao không bàn nữa à, nhưng mà gì mà để mà đánh giá lại, để mà nhận định lại, chúng ta lại quay lại câu chuyện đầu tư công, đúng không ạ. Câu chuyện đầu tư công ở đây thì nó bắt đầu chính phủ cũng họp họp 3 lần rồi, tôi nói từ đầu năm giờ họp 3 lần và chỉ đạo rất gay gắt, rất là quyết liệt. Chúng ta còn 700.000 tỷ nữa mà không biết giải ngân như thế nào, sau 6 tháng đầu năm mà vẫn còn tồn đọng cái mức độ giải ngân rất là thấp à, thì chính phủ họp và quyết liệt chỉ đạo trong vấn đề này. Thì ngay lập tức tất nhiên là cái sóng này nó đi vào cuối năm mất rồi, tức là đi vào cái nửa sau của năm 2020 chứ không còn là đầu năm nữa, đúng không ạ. Đấy thì chúng ta cũng phải chờ chờ đợi để xem rõ cái câu chuyện sóng là gì, bởi vì ngay từ đầu năm chúng ta thấy là cái sóng mà chúng ta dự kiến thì nó đã toang rồi đó. Và câu chuyện dịch bệnh, khi dịch bệnh xảy ra thì rõ ràng là nếu mà chúng ta cảm thấy trong 3 tháng mà dịch bệnh xảy ra thì nhóm cổ phiếu công nghệ là ít giảm nhất thì chúng ta nghĩ nó là sóng của công nghệ à, nhưng mà rồi cũng không phải. Nhưng mà bây giờ ví dụ như bên Mỹ bây giờ chẳng hạn là sóng của cổ phiếu công nghệ và nhóm ngành dược đó, thì chúng ta đi theo từng cái nền kinh tế, từng cái khu vực thì nó có những cái chính sách riêng ha, có những cái điều kiện vĩ mô riêng để mà nó có thể phát triển được. Thì ở Việt Nam chẳng hạn thì bây giờ đang là sóng của đầu tư công. Đầu tư công ở đây là gì, nó thực chất đầu tư công, bản thân cái ngành đầu tư công thì chúng ta nói chung chung như vậy mà trên thị trường thì gọi là sóng đầu tư công, nhưng mà các bạn lên đây các bạn chả thấy cái ngành đầu tư công nào trong này cả à, vậy thì các bạn hỏi lại hỏi ngược tôi ông cứ nói đầu tư công vậy là cổ phiếu nào. Thì cái câu chuyện này là lúc đấy là cái gì, ngoài cái vấn đề về chủ quan, các bạn đọc được cái việc đầu tư công, thúc đẩy đầu tư công qua ba cái cuộc họp, qua bao nhiêu cái chính sách chỉ đạo thì chúng ta biết rồi. Thế cuối cùng là cách nào để chúng ta biết là cái cổ phiếu nào được hưởng lợi, đúng không? Chúng ta thấy đầu tư công là chủ yếu làm gì, làm về hạ tầng là chính, đúng không, hạ tầng thì liên quan đến đường xá đó. Thì bắt đầu là lúc này chúng ta quay lại câu chuyện là nhóm cổ phiếu nào được hưởng lợi thì bắt đầu chúng ta lại đi tìm, đúng không. Các bạn có thể đi vào đây các bạn tìm, ví dụ đầu tư công thì liên quan đến xây dựng, đúng không, thì là ví dụ sắt thép này đó, ông Hòa Phát này, Hòa Phát được hưởng lợi, Hòa Phát lên vèo vèo, đúng không. Rồi chúng ta thấy ví dụ như là xây dựng thì tốn gì nữa, xi măng, đúng không? Thì các bạn lại bắt đầu đi tìm. Chúng ta tức là ở đây là góc độ chúng ta chủ động và chúng ta tư duy, đúng không? Rồi ví dụ như là sắt đá chẳng hạn, thì tìm các cổ phiếu nào khai khoáng hoặc xây dựng khai thác đá trên thị trường,
đúng không? Đấy thì chúng ta cứ cứ tìm thôi, tự nghiên cứu, tự mày mò đúng không? Đó để chúng ta biết đây là những nhóm cổ phiếu được hưởng lợi từ đầu tư công, thậm chí là gì? Những cái liên quan đến đây, liên quan đến hạ tầng, xây dựng các cái bốt thu phí rồi này nọ đó. Đó chúng ta làm rồi gì? Đây làm đường xá thì liên quan đến nhựa đường. Cái thằng PLC này gần như là cái thằng duy nhất mà sản xuất nhựa đường ở Việt Nam này. Đó thấy nó lên như điên luôn, lên một nhịp xong rồi lên tiếp. À, các bạn có thấy cái việc mà nó bị ảnh hưởng của dịch bệnh ở đâu không? Trong giai đoạn dịch bệnh là giai đoạn tích lũy của nó, đúng không? Cũng không có dấu hiệu gì gọi là rơi cả. Ngay từ trước đó nó cứ lình xình ở đây. Dịch bệnh, kệ dịch bệnh đúng không? Các bạn thấy nguyên cái tháng 3 nó có bị gì đâu. Đó. Vậy, xong bắt đầu là sóng đầu tư công là bắt đầu cụ đi. Đi thì tất nhiên có điều chỉnh nha, cũng có nghi ngờ, bởi vì nó thật là trong cái sóng thì chúng ta đi chúng ta cũng phải tính toán. Đó. Rồi đôi khi là gì? Cái việc nói giải ngân đầu tư công thì đến lúc nào nó diễn ra? Chỉ đạo thì chỉ đạo thế đúng không, đôi khi là nó thực hiện cũng không tới không hết đó, rồi đôi khi là gì, nó hưởng lợi ngay hay chưa, hay là chỉ nghe thấy sóng lanh đóng loáng quáng vậy là chúng ta nhảy vô chúng ta đua theo rồi, dẫn đến giá nó lên thôi chứ chúng ta cũng không biết thực tế là nó hưởng lợi như thế nào đúng không. Rồi ví dụ như nó, tôi nói như nhóm nhựa đường này, chúng ta bán nhựa cho người ta giải đường xong rồi mai mốt nó thu tiền xong rồi nó hạch toán xong nó mới trả tiền thì sao, đã thấy tiền vào đâu, nhưng mà cổ phiếu vẫn cứ lên như điên đó. Rồi đấy là để tôi ví dụ vậy, đấy là nhóm đầu tư công. Rồi ngoài ra gì nữa, chúng ta thấy câu chuyện về chiến tranh thương mại, câu chuyện về dịch bệnh thì gì, cái làn sóng, cái định giá, cái đánh giá của thế giới trở lại đối với gì, đặc biệt là đối với Trung Quốc, đối với vai trò công xưởng thế giới của Trung Quốc và đối với từng quốc gia, khi mà cái gì, cái gọi là cái cán cân về thương mại của họ nó bị thay đổi, tức là gì, nền kinh tế của họ đi phụ thuộc vào một cái nước thứ ba, một cái nước khác mà không phải nội bộ trong nước, dẫn đến là gì, khi nó bế quan tỏa cảng, nó phong tỏa thương mại với nhau thì dẫn đến là gì, trong nước là thiếu hụt trầm trọng luôn. Tại sao chúng ta thấy là, tôi nói ví dụ một cách vui vẻ thôi, thế tại sao cái nền y tế của Mỹ rất là giỏi, rất là mạnh như vậy à, nhưng mà cuối cùng bị dịch cái là toang toang nhiều, chết nhiều à, bởi vì sao, những cái sản xuất của họ nó không nằm ở đó, sản xuất thiết bị y tế của họ không nằm trong nước của họ, họ sợ ô nhiễm môi trường họ này kia, họ chuyển đến nước khác họ sản xuất à, đến lúc dịch bệnh xảy ra các nước nó đóng cửa các cái cảng lại lấy gì, đúng không ạ, không có máy thở, không có này kia thì chết chứ còn gì nữa. Đấy là một câu chuyện là gì, đấy chính là cái nền kinh tế của chúng ta mà đi phụ thuộc vào một nước khác, đúng không ạ, cái chuỗi cung ứng toàn cầu nó bị ảnh hưởng, dẫn đến bây giờ tôi nói chính ông Trump bây giờ ông còn nói là nếu các doanh nghiệp của Mỹ mà không lập tức rời Trung Quốc mà về đem việc làm về Mỹ và đem cái nền sản xuất đó về Mỹ thì ông sẽ đánh thuế rất là cao. À, đó là một cái tư duy, đó là một cái cách mà chúng ta phải nhìn nhận, chúng ta phải đánh giá lại và cả thế giới đánh giá lại, định hướng lại cái vai trò của mình, thì dẫn đến là cái cơ cấu chuyển dịch của công nghiệp, của các cái nhà máy, các cái xưởng sản xuất chắc chắn nó sẽ rời Trung Quốc, một phần là do chính sách, một phần là do cái nhìn nhận trở lại đối với vai trò của Trung Quốc à, cho trên thế giới, thì chúng ta thấy rõ ràng là gì, các cái khu công nghiệp rồi các cái nhà máy, các cái xưởng, tất nhiên là nó chưa chuyển ngay nhưng mà gì, nó sẽ đi sang các nước khác và gì, Việt Nam là giáp Trung Quốc nhất đúng không ạ, có thể là tiệm cận gần nhất. À, rồi cái thể chế chính trị, nền chính trị của Việt Nam là ổn định nhất, dân số thì dân số trẻ, lao động thì nhiều à, mức thu nhập bình quân thì nó cũng thấp đó, tức là lao động thì rẻ, có tay nghề vân vân, thì nó sẽ thu hút được các doanh nghiệp nước ngoài vào, thì đây bắt đầu nó lại thêm kéo theo một câu chuyện sóng. Ý là tôi đang bày cho các bạn cái cách là chúng ta phân tích để chúng ta hình dung câu chuyện sóng nó đang nằm ở đâu, đúng không ạ, chứ còn các bạn cứ bảo là chẳng có ông nào lên thị trường nói bô 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 là thị trường chứng khoán 25 ngành thằng năm nay là ngành này, năm kia là ngành kia, không ai nói cho các bạn điều đó cả, các bạn phải tự phân tích, các bạn phải tự tính toán, các bạn phải tự nhìn, đúng không ạ, đó mà phân tích dựa vào cái gì, dựa vào kiến thức, dựa vào kinh nghiệm, dựa vào các yếu tố vĩ mô, dựa vào tình hình thực tế của nền kinh tế chúng ta phân tích ra đó, thì rõ ràng là gì, nếu thứ nhất là đẩy mạnh đầu tư công là cũng làm đến hạ tầng, kết nối hạ tầng với nhau thôi, rồi gì nữa, nó hạ tầng nó phát triển thì nó sẽ kéo theo gì, đặc biệt là khu công nghiệp đúng không ạ, rồi thu hút các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu hút các doanh nghiệp ở Trung Quốc chuyển sang, thì bắt đầu nhóm khu công nghiệp đúng không, có sóng trong cái nhịp này đó, thì chúng ta thấy ví dụ như các cái cổ phiếu thuộc nhóm khu công nghiệp là dạo nó gần đây là nó bất chấp luôn dịch bệnh hay gì nó vẫn cứ tăng như điên này, Tín Nghĩa này đó, chúng ta thấy là gì rồi gì nữa ta, nhiều lắm nha, nhóm khu công nghiệp ở Đồng Nai thì chúng ta thấy là có SNZ này đó, rồi nhóm này, nhóm nguyên cái nhóm Đồng Nai này cũng phát triển khá là mạnh này. SJC này đúng không, Tây Ninh thì chúng ta thấy cái này ship này đó, rồi gì một số cổ phiếu khác này, Long Hậu này,
trùm của thành phố Hồ Chí Minh và miền Nam này đó. Các bạn thấy nó đi rất nhanh nha, tích lũy ở đây ngóng chờ xong bước lên là đi nhóm khu công nghiệp đấy, chúng ta thấy khu công nghiệp đó rồi gì nữa, còn nhiều nhiều nhóm của nhiều cổ phiếu khu công nghiệp lắm mà tăng rất tốt luôn đúng không ạ? Đó các bạn thấy nó cứ vẫn cứ đi bất chấp thị trường, nhiều người vẫn cứ nghi ngờ, thị trường vẫn nghi ngờ, mọi người vẫn cứ nghi ngờ, cổ phiếu nó vẫn cứ đi, sóng của nó, tôi nói đôi khi là nó quay từ đây, nó quay hồi phục sau dịch đây, vượt lại cái đỉnh cũ là chúng ta hoang mang hết rồi, tới đây là đấy giống như câu chuyện tôi nói, nhiều khi chúng ta biết đó là sóng của ngành nó, cho tôi đây hoang mang, tôi nói kể cả chính tôi đôi lúc cũng nghi ngờ, cũng hoang mang, tới đây là cũng ao hết rồi đúng không, bắt được quả này lên tới đây ao hết rồi, giờ bắt đầu lấy lên tới đây khiếp không dám vào nữa kìa, chứ không phải là không, cái đấy là cái tâm lý chung của thị trường. À, chúng ta hình dung một câu chuyện như vậy đó, thì đấy tiếp theo là nhóm nhóm khu công nghiệp đúng không ạ? Đó rồi đấy là chúng ta phân tích về tất cả các yếu tố ha, thì chúng ta hình dung câu chuyện dòng tiền nó đang ở đâu, nó tập trung vào các nhóm ngành này hết rồi, chúng ta thấy các cái cổ phiếu của nó là nó cứ tăng thôi, không không thấy ngừng nghỉ bao giờ đó. Nữa ha, các bạn có thể theo dõi rất nhiều các cái cổ phiếu về khu công nghiệp vẫn cứ tăng. À, tăng mạnh, tất nhiên là có nhiều mã trong này nó chưa tăng trong một câu chuyện chung như vậy. Tôi nói ví dụ nhóm về khu công nghiệp thì chúng ta để ý có BKMX, BKMX mới chuyển sàn rồi, BKMX chùm khu công nghiệp luôn, nhưng mà cứ lình xình không tăng. Rồi gì nữa, một thằng đất cũng rất nhiều nhưng mà cũng chưa tăng này đó, chúng ta thấy vẫn sóng khu công nghiệp đấy mà nó cũng chưa tăng đúng không, thì không phải là chúng ta cứ nói là sóng khu công nghiệp là con nào cũng tăng à, không phải là sóng hưởng lợi từ đầu tư công là con nào cũng tăng đấy, thì cái đó. Rồi gì nữa, mấy ngày gần đây thôi, tôi nói ví dụ ngay cái tuần vừa qua thôi, nó là nói khám về liên quan đến khu công nghiệp rồi, thì gần đây nhất những cái sóng mà nhỏ hơn mà chúng ta nó hưởng lợi từ những cái yếu tố khác, ví dụ thôi các bạn hình dung câu chuyện là gì, cái báo cáo 6 7 tháng đầu năm là Việt Nam xuất siêu kỷ lục liên quan đến gì đó, liên quan đến yếu tố xuất siêu là gì, liên quan đến cảng biển đúng không ạ? Chúng ta hình dung câu chuyện là gì, mùa dịch bệnh như thế này ngành hàng không là vận tải hàng không là tèo rồi, không đi được, đường bộ là cũng toang luôn, không có vận chuyển đường bộ thì chắc chắn đường biển là có lợi. Đó thì ngay lập tức là cái báo cáo về xuất siêu của chúng ta tăng cao, là chỉ xuất siêu qua đường biển thôi. Đó thì bắt đầu là nhóm cảng biển đúng không ạ? Đấy, chúng ta bắt đầu lại câu chuyện đây, ngành gì? Nhóm ngành cảng biển lên. À, cảng biển phi âm âm luôn. Đó, các bạn thấy hình dung câu chuyện không? Container này. Đó. Long Bình này, đó, cổ phiếu vẫn cứ tăng đúng không? Xếp dỡ Tân Cảng này. Đó. Kho vận này. Vân vân, đấy chúng ta thấy các cổ phiếu đó, đúng không? Nên nó vẫn cứ tăng. Đó. Nhóm cảng, đây là tôi đang nói về nhóm cảng nha. Đó, cảng Đà Nẵng đâu rồi? Nó khá 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 nhiều ha. Rất nhiều các bạn chú ý về cái nhóm 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 nhóm, nhóm cảng biển là cũng được hưởng lợi từ cái đợt này đúng không ạ, liên quan đến cái tin đó thôi, tức là chỉ một cái tin nó ra thôi đó, còn nếu mà chúng ta nhanh nhạy chúng ta phân tích từ trước đó đúng không ạ, nó phân tích từ trước đó là gì, khi mà tình hình về dịch bệnh đó chúng ta đu theo, chúng ta bám theo là chúng ta vẫn vẫn có thể là lãi từ những cái cổ phiếu này đúng không ạ, những cái cổ phiếu về về liên quan đến cảng biển này thì nó cũng khá ổn đó. Thế chúng ta tại sao chúng ta không nắm bắt được mà chúng ta đu theo chúng ta ăn đó, rồi mấy ngày gần đây nữa thôi, trong cũng trong tuần vừa rồi cũng có một vài nhóm cổ phiếu được hưởng lợi từ gì, chúng ta thấy tình hình là dịch bệnh tình hình lũ lụt ở Trung Quốc đúng không ạ, thì nó dẫn đến về cái khủng hoảng về lương thực là chắc chắn là xảy ra thiếu lương thực, thì nhóm ngành nông nghiệp và đặc biệt là gì, nó nói về nông nghiệp thì chúng ta lại cứ nghĩ ngay đến là nông nghiệp công nghệ cao Trung An hay là Lộc Trời vân vân, đấy chỉ là một phần thôi nhưng mà không phải đúng không? Hay như ngày xưa chúng ta thấy nhóm thịt heo mà tăng như điên đó, thì mấy nhóm công ty chăn nuôi chẳng hạn đúng không, thì nó cũng tăng, Dabaco này kia nó cũng tăng, đấy là khi giá thịt heo tăng đấy, thì cũng nhóm ngành mà nó tác động ngắn hạn thôi đấy, nhưng mà câu chuyện thì chúng ta thấy là mấy nay chúng ta thấy tin tức báo chí là giá gạo đang neo rất là cao đó, nông sản của Việt Nam đang khá ổn và đặc biệt là cái đường vào Trung Quốc cũng đang khá là tốt, bởi vì Trung Quốc nó đang bị lũ lụt rất là nặng nề đúng không? Thì nhân nhà nhóm ngành gì, nhóm ngành phân bón đúng không ạ, đấy chúng ta thấy để ý coi mấy ông phân bón dạo này nó không chỉ là được hưởng lợi từ cái đợt này mà nó cũng
lăn tăn đâu đó từ cái đợt mà chúng ta thấy giá dầu thô giảm rất sâu. Cái nguyên liệu của bọn phân này là gì? Là dầu thô đúng không? Phế phẩm của dầu á, chứ không phải là dầu thô đâu nha. Tức là phế phẩm sau mà sau khi mà đã sản xuất tinh 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 lọc dầu ra rồi thì nó nhập cái phế phẩm đó. Đó, nhập được nguồn nguyên liệu giá thấp thì chắc chắn là cái giá thành nó sẽ cải thiện đi, lợi nhuận nó sẽ cao lên là một. Đó, mà ngành nông nghiệp mà nó đang đang được tốt, giá cả nông nghiệp tốt thì người ta sẽ chăm lo, người ta trồng cấy nhiều. Nhóm ngành phân bón đúng không? Phân bón Bình Điền này, rồi gì nữa. Mấy ngày chúng ta thấy mấy mấy cái mã này toàn là tím liên tục rồi. Các bạn hỏi tại sao? Đó. NPM này đúng không? Đạm Cà Mau này, đây cái nhóm phân bón thì mấy con này nó mạnh nhất rồi. Đó. Thế thì chúng ta lấy ba ba con phân bón. Đúng không? Ba ba con phân bón này là coi như là mạnh mạnh nhất thị trường trong thị trường phân bón rồi. Thì đó, một câu chuyện như vậy để mà chúng ta hình dung đúng không? Có thể là cái cách thức mà chúng ta tìm ra được một cái sóng ngành thì nó từ những cái yếu tố về chủ quan tức là cái nhận định của chúng ta, cái đánh giá của ta là chính đúng không ạ, và chúng ta phân tích từ các cái yếu tố vĩ mô của thị trường, từ các cái chính sách của nhà nước đó. Tôi nói nếu mà không bình thường không có vấn đề gì EVFTA ra thì chắc nhóm ngành thủy sản và dệt may chắc chắn hưởng lợi, nhưng mà rồi đùng cái là liên quan đến giờ bây giờ thông qua rồi nhưng mà đâu đã được được đạt được cái gì đâu, xuất nhập khẩu vẫn còn đang khó khăn như thế cơ mà, thì nhóm ngành này chắc chắn nó không hưởng lợi thì nó là phải chờ nó chậm lại. Đấy, thì chúng ta thấy được là thứ nhất là các cái chính sách vĩ mô chúng ta cũng phải đọc, chúng ta cũng phải nghe ngóng, chúng ta phải xem nếu nó ra nó sẽ hưởng lợi. Rồi chúng ta thấy từ những cái chuyện nhỏ nhỏ thôi trong 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 đời sống hàng ngày mà chúng ta nắm bắt được thì chúng ta cũng biết là sống nhóm ngành nào. Tôi nói ví dụ vậy, chúng ta thấy là khi mà giá thịt heo tăng cao thì có phải là cái cổ phiếu của Dabaco, Dabaco nuôi heo nông nghiệp nó lên như thế này, các bạn thấy lên biết bao nhiêu phần trăm? Các bạn thấy tăng từ 14.000, từ 14.000 mà lên 56.000, tăng bao nhiêu lần? Đúng không ạ? Đó, rồi mấy công ty chăn nuôi này nữa này, các bạn thấy nó vẫn tăng, đó, tăng không ngừng nghỉ luôn. Thì là sao? Thì là câu chuyện ở đây là gì? Đúng không? Tạo nền rất là vững, sau khi một nhịp đi lên rồi, tạo nền đi lên tiếp. Đó. Đấy thì thôi, một số ý tôi chia sẻ trong cái video ngày hôm nay như vậy. Có thể là nó cũng chưa có được đầy đủ cho lắm mà nó chưa có thể giải thích sát sao cho tất cả mọi người là cái cách thức chúng ta định giá và chúng ta đánh giá các cái nhóm ngành. À, nhưng mà tôi chia sẻ cái ý để chúng ta hình dung, chúng ta phân tích từ các cái yếu tố vĩ mô của thị trường, các cái yếu tố nhận định chủ quan, các yếu tố thực tại của nền kinh tế để mà chúng ta nhận định được xem là dòng tiền nó đang tập trung ở đâu và các cái nhóm ngành nào nó đang được hưởng lợi và chúng ta đi theo, chúng ta có thể gom. Bởi vì có một cái điều là các cái sóng ngành trước khi nó đi thì nó đều phải có một cái giai đoạn tích lũy, tích lũy rất dài ở đây, sau đó nó mới đi lên. Đó, rồi sau đó thì nó cũng sẽ sau khi nó tăng đạt rồi, khi mà câu chuyện sóng ngành xong rồi thì chắc chắn nó sẽ cũng có những cái giai đoạn phân phối rồi nó mới đi xuống. Thì đó là một số ý tôi chia sẻ như vậy, hy vọng là dựa vào những cái video này, những cái phân tích, những cái chia sẻ của tôi thì sau này các bạn cũng có thể hiểu được và phân tích được trong từng giai đoạn, trong từng nhóm ngành, trong trong từng từng lúc, trong từng thời điểm thì nhóm ngành nào nó sẽ hút được dòng tiền, nó sẽ đi, hay là gì, những cổ phiếu có câu chuyện riêng. Tôi cũng nói luôn, ví dụ câu chuyện riêng về liên quan thoái vốn, chúng ta thấy gần đây những cổ phiếu được thoái vốn nó tím liên tục luôn. Đấy, cái đó bạn tự tìm nha, tôi không chia sẻ từng cổ phiếu nữa, đúng không? Rồi thì có những câu chuyện về mua bán và sáp nhập doanh nghiệp cũng làm cho cổ phiếu tăng. Thì đó, cái đấy là câu chuyện riêng, nó không liên quan đến nhóm ngành, nhưng mà đối với từng cổ phiếu cụ thể bạn hình dung ạ, thì nó cũng có dấu hiệu liên quan đến dòng tiền. Cái này nó không chung về nhóm ngành lắm, nhưng mà nó có yếu tố về dòng tiền, thì tôi nói luôn để mọi người hình dung. Đó, nó sẽ hút dòng tiền vào những cái câu chuyện như vậy, nó chỉ là từ cái chính sách thôi, đúng không? Sát nhập cũng là chính sách của doanh nghiệp, đó, thoái vốn là chính sách của nhà nước đó, thì cứ vậy nó hút dòng tiền và nó đi. Đó, thì thôi các bạn cố gắng, chúng ta cứ từ từ chúng ta tư duy, từ từ chúng ta suy nghĩ để chúng ta có thể là tìm ra cái cách tốt nhất để chúng ta đầu tư cho nó hiệu quả. Rồi, xin chào tất cả mọi người.